Mẹ ơi, con quen với Thủy á, mà Thủy là ca sĩ á mẹ. Cái mẹ kêu ca sĩ luôn hả con? Ca sĩ thì nó cũng khác người bình thường. Nghệ sĩ chắc cũng khó gần. Anh biết em lớn hơn chào Vi bao nhiêu tuổi không? 11 tuổi anh. Trời ơi, vậy hả? Chị treo giải, chị nói nếu mà Thủy mà sanh đứa nữa chị cha sao đó. Trời ơi. Sanh nữa cho sao đất vậy hả? Cứ sanh đứa chị cha sao? Giá sao đất phải hôm trước bán nhiều người. Nhiều sao chị? Cao cỡ mười mấy tỷ sao? Cỡ mười mấy tỷ sao? Trời ơi. Chị ơi, hồi xưa mẹ đẻ, đẻ Thủy ơi. Hồi xưa lọc, mẹ lọc, đẻ luôn đào lọc. Ủa vậy chú? Mẹ chồng nàng dâu phát sóng 20 giờ thứ năm hàng tuần trên HTV7.